Hôm nay tỉnh Phú Thọ rất vinh dự được Ban Kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chọn là nơi tổ chức diễn đàn đầu tư phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chúng tôi cho rằng đây là sự kiện rất có ý nghĩa, được tổ chức đúng vào dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021, nhằm tạo sự gắn kết và hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong vùng, nhằm phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng, đặc biệt là kết nối giữa các tỉnh, các doanh nghiệp của các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tìm hiểu cơ hội đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của vùng Trung du miền núi phía Bắc vì sự phát triển chung của cả nước. Đối với tỉnh Phú Thọ, với vinh dự là vùng đất Tổ Hùng Vương, nơi có vị trí địa lý và kết nối giao thông được xác định là đầu mối, là cửa ngõ của các tỉnh vùng Tây Đông Bắc, Bắc Bộ với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong cả nước, nằm trên trục hành lang kinh tế Hải Phòng, Hà Nội, Côn Minh, có hai di sản văn hóa phi vật thể là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận. Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt gần 8%. Năm 2020, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 75.000 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 8.700 tỷ đồng, giá trị hàng xuất khẩu đạt 4,69 tỷ đô la Mỹ. Và ba chỉ tiêu này thì được xếp vào nhóm ở thứ ba trong vùng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 được xếp thứ 22 trên 63 tỉnh thành phố và tăng 4 bậc so với năm 2019. Các lĩnh vực xã hội thì có nhiều tiến bộ, chất lượng về giáo dục và y tế thì luôn nằm trong nhóm các tỉnh thành phố hàng đầu của cả nước. Xác định được vị trí, vai trò, tiềm năng và lợi thế, cơ hội cũng như thách thức đặt ra cho thời gian tới, tỉnh Phú Thọ đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh. Trong đó, trọng tâm là phát triển về kết cấu hạ tầng then chốt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế, đầu tư và kinh doanh trên địa bàn. Để thực hiện được các nội dung trên, tỉnh đang phối hợp với các tỉnh bạn và tập trung chỉ đạo để hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với hệ thống giao thông quốc gia và giao thông kết nối với các tỉnh xung quanh như tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội. Đồng thời kết nối liên thông với các khu cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm về du lịch dịch vụ đô thị của tỉnh. Tuy nhiên thì chúng tôi xác định tiềm năng và lợi thế của tỉnh Phú Thọ cũng như của các tỉnh trong vùng thì còn lớn, như trong phần đề dẫn của đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cũng đã nêu. Cơ hội đang đến nhưng khó khăn và hạn chế thì còn rất nhiều. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tận dụng được thời cơ, để khai thác được tiềm năng lợi thế phục vụ cho sự phát triển. Đó là câu hỏi đặt ra đối với tỉnh Phú Thọ. Và tôi cho rằng đây cũng là câu hỏi đặt ra đối với các tỉnh ở trong vùng. Với ý nghĩa quan trọng của diễn đàn này, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm, chia sẻ và tâm huyết của các quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp để cùng đưa các nội dung hợp tác phát triển trong vùng Trung du miền núi phía Bắc, giúp cho các tỉnh trong vùng liên kết chặt chẽ hơn, khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng và lợi thế, thu hút thành công các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển đồng bộ và bền vững hệ thống hạ tầng khu cụm công nghiệp, logistics, đô thị, tăng cường năng lực sản xuất, nông lâm nghiệp, công nghiệp và công nghiệp chế biến, bảo quản hàng hóa. Qua đó thì các tỉnh sẽ có cơ hội đóng góp hiệu quả hơn, tích cực hơn cho sự phát triển chung của cả vùng và của cả nước. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ làm việc với một số tỉnh trong vùng để bàn bạc, tính toán, xây dựng được một số sản phẩm chủ lực của vùng, đồng thời phân công trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nhằm tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả, chất lượng và giá trị của sản phẩm của vùng. Ở nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Phú Thọ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành của Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn, cộng đồng doanh nghiệp,
đã luôn quan tâm ủng hộ, giúp đỡ đối với tỉnh Phú Thọ trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm ủng hộ thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới. Xin kính chúc các quý vị đại biểu tham dự diễn đàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc diễn đàn đầu tư phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc thành công tốt đẹp và mang lại những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của các địa phương, các doanh nghiệp đầu tư trong vùng trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, nhân dịp các đồng chí về dự diễn đàn vào đúng cái dịp giỗ tổ Hùng Vương, thì tỉnh Phú Thọ cũng có tổ chức một số cái hoạt động. Ví dụ như là tối hôm nay thì có cũng tổ chức một cái chương trình văn nghệ gắn với lại cái bắn pháo hoa tầm cao xung quanh Hồ Văn Lang. Sáng ngày mai thì chính thức là cái tổ chức cái lễ giỗ tổ Hùng Vương. Thì cũng nhân dịp các đồng chí về dự hội nghị, tỉnh Phú Thọ trân trọng kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham gia các cái hoạt động ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong ngày hôm nay và ngày mai. Và đặc biệt là ngày mai thì tỉnh Phú Thọ cũng như là Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thì cũng đã thống nhất là tổ chức một cái đoàn để các đồng chí, các đại biểu giờ tổ chức dâng hương tại Đền Hùng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí bố trí sắp xếp thời gian cùng tham dự. Xin trân trọng cảm ơn.